Thì cho đó bụng em trùng nó bụng nè. Dù đầu chắc kẹo đó thì tù trâu trâu đó bà. Được lâu. Nóng không? Để mẹ thổi cho nha. Nóng lắm. Mẹ thổi cho cả hai chị em luôn, nóng quá. Mẹ nhá. Nóng quá. Cái bát này là để bóc vỏ này. Nè. Nóng quá. À. Mẹ lọc cho mẹ. Nước lọc hả? Dạ. Thế để mẹ đi lấy cho. Hay là con đi lấy? Hay là con đi lấy hay mẹ đi lấy? Con đi lấy. À, thế thì ở trong bàn đây này, trong bàn trong nhà. Lấy cho cả em Tim một ly nha. Còn một ly hả? Đúng rồi, bưng một ly lại đây xong rồi tí nữa bưng ly tiếp. Rồi, mẹ cảm ơn con. Đúng rồi, mẹ cảm ơn cháu. Đây, tay của Titi mẹ để cho mẹ. Con, nguội rồi. Xin mời con. Titi chờ mẹ, mẹ bóc cho Titi nha. Đừng nghịch con lấy con ăn đi. Mẹ tay dính tay con rồi. Thì con ngon không Ti? Mẹ chưa bóp xong, Ti ăn gần hết rồi. Con ăn đi, nguội rồi mà. Không. Con không ăn á? Không ăn thì làm gì được? Chị ăn cái nhỏ chứ chị xin. Ăn chỗ nào mẹ bóp cho? Chiu chiu chiu. Củ này đúng không? Nếu mà mẹ bóc mà con không ăn thì sao? Thì đập vào đít nhá. Được không? Yeah. À, nóng quá. Mẹ ơi, mẹ cho bóc con dính á. Cái này chưa? Dính tay lắm. Nóng quá em đi làm lại đây. Phải ăn nóng mới ngon. Phải nóng nóng nóng. Nhanh nhanh, cửa nhanh nhanh, tăng tăng. Được chưa? Được rồi.
tiếng trống trường các bạn đang tập trống đấy. Nghe không? Ở đâu? Ngoài trường các bạn tập trống ở ngoài trường ấy. Ở đâu? Ở ngoài trường á, trường anh Cún này. Dạ, anh Cún ở đâu? À rồi. Ăn đi, ăn quay ngon mà. Trường ở đâu? Xa tít 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 tít. Ngoài đường con đi ạ. Sao mà thấy được đúng không? Mai mày đi mẹ chỉ cho. Ăn đi. Cho con ngồi đây con bóc. Chị bóc cho con ăn nhá. Titi ơi, em muốn bánh gạch. Đi được đâu đi được đâu. Thì ông ăn nữa đâu. Để đi ngoài tới 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 gì vô nó. Lại đây tí tí. Nè. Nè chắc chắc mà. Đi tới là trường nhanh bên kia trả lắm chị ơi đố chưa chị đi tới người ơi con là thống tốt được không nè đón chị cho ta về. Mẹ vòng vòng đón đi ta nhé.